Chào các bạn nhé, rất vui là các bạn đã đến với cái video giới thiệu cho các bạn về một cái quần thể công viên An Biên bao gồm là Cung Thiếu Nhi này, Cung Văn hóa Lao động Việt Tiệp này, Đài Liệt Sĩ này, Hồ An Biên và Cung Thanh Niên. Thì đây là một cái quần thể mà dọc đường Lạch Tray và đây đã trở thành một cái khu vực có thể nói là một trung tâm văn hóa giải trí của thành phố Hải Phòng. Phía xa xa các bạn nhìn thấy đấy chính là cái hồ An Biên mà trước đây còn có cái tên gọi là hồ Mắm Tôm. Ở đây thì mùa hè cũng như mùa đông là rất là đông vui, có hàng trăm hàng ngàn người tụ tập ở đây để uống nước rồi hóng mát, rồi có một cái văn hóa của người Hải Phòng đó là tụ tập để uống rượu mực. Thì hồ An Biên có diện tích xấp xỉ là 170.000 mét vuông và sâu trung bình khoảng 3 mét. Nó nằm trên đất của phường An Biên. Thì đây là một trong những cái nhánh của sông Lạch Tray nối với sông Cấm và trước đó đã bị ngăn lại thành hồ. Đấy, và đầu thế kỷ 20 ấy, thì ở đây ấy, ở cái làng Đông Khê này thì có thể dong thuyền dễ dàng từ hồ An Biên ra sông Cấm, sông Lạch Tray. Rồi cái đường ngăn hồ An Biên với hồ Quần Ngựa thuộc Cung Văn hóa Thanh Niên ấy, thì đã được hình thành khi mà chính quyền Pháp lập khu thể thao ở vùng An Biên. Và hồ An Biên là một hồ lớn nhất trong thành phố, nó giữ một cái vị trí rất là quan trọng về cảnh quan và môi sinh cũng như là về kinh tế. Quanh hồ thì có các cái công trình kiến trúc cổ như là chùa An Đà, miếu An Đà đều ở ven hồ, chùa Đông Khê, đình Bắc, nhà thờ Nam Pháp. Và các cái công trình văn hóa được xây dựng như là Cung Văn hóa Thanh Niên, Cung Lao động, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, rồi Cung Thiếu Nhi, Đài Tưởng niệm Liệt Sĩ, Công viên An Biên. Nói chung là chiều chiều rồi tối các bạn có thể dạo mát quanh hồ An Biên này, ngắm những cái cánh diều hay là tất cả mọi người tập thể dục ở đây rất là vui. Còn khoảng giữa Đài Tưởng niệm Liệt Sĩ và Cung Thiếu Nhi ấy thì có một cái công viên cây xanh mới được xây dựng ở cái địa chỉ chỗ này là 53 Lạch Tray các bạn nhé. Có diện tích là 22.000 mét vuông và tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng. Công viên này thì nằm trong chuỗi trong tổng thể cái chuỗi không gian văn hóa rất là quan trọng của thành phố đấy, một loạt các bạn đang nhìn thấy đấy. Đấy, công viên này thì được đầu tư xây dựng với những cái tổng thể của cả một cái chuỗi này. Và có cây xanh này, có tượng đài Phạm Ngọc Đa này, rồi xây dựng tuyến đường nối từ đường Lạch Tray đến đường Hồ An Biên với cái mặt cắt ngang là đâu đó gần 40 mét. Đấy, vỉa hè lát đá tự nhiên và hệ thống thu nước mặt rồi điện chiếu sáng hai bên rất là đẹp. Còn Cung Văn hóa Thanh Niên như các bạn đang nhìn thấy ấy, thì với một cái khuôn viên rộng nhìn từ trên cao thì nó hình tròn rất là đẹp với một cái cảnh quan kiến trúc cực kỳ đẹp luôn và rất là ấn tượng. Thì đây là cái địa điểm mà tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của thành phố Hải Phòng. Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên thì được xây dựng từ năm 1975 cơ, trong khuôn viên Hồ Quần Ngựa. Và với cái lợi thế ở cái trung tâm của thành phố Hải Phòng ấy, và cạnh Hồ An Biên ấy, kết hợp với sân vận động Lạch Tray ở ngay bên cạnh rồi Cung Thiếu Nhi, thì đã tạo lên một cái tổ hợp vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên rồi thiếu nhi nhi đồng toàn thành phố. Nhìn từ trên cao ấy thì Cung Văn hóa Thanh Niên Hải Phòng nó nằm trọn trong cái khuôn viên của Hồ Quần Ngựa sát với Hồ An Biên. Thì trước năm 1945 ấy, Hồ Quần Ngựa từng tồn tại là một cái trường đua ngựa do người Pháp xây dựng. Và sau giải phóng miền Bắc ấy thì nhà hát nhân dân được xây dựng ngay đó để thay thế cái Cung Văn hóa Thanh Niên này. Nhìn từ trên cao ấy thì Cung Văn hóa Thanh Niên Hải Phòng nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Với tổng diện tích khoảng 60.000 mét vuông và 1/3 diện tích là hồ nước bao quanh. Và với cái kiến trúc hình lục giác được bao phủ cây xanh xung quanh thì nhà văn hóa đa năng trung tâm ở giữa ấy, có sức chứa khoảng 3.000 người. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao với quy mô lớn của thành phố. Hàng ngày ấy, thì trung tâm đón hàng nghìn lượt người hoạt động vui chơi giải trí với rất nhiều loại hình và câu lạc bộ thể thao ngoài trời như là khiêu vũ này, dance sport này, yoga, thanh nhạc, các cái môn chơi như là đàn guitar, piano, MC, nhảy hiện đại, cầu lông, bóng đá, bóng rổ mỹ thuật rồi các lớp võ thuật nữa, rất là nhiều. Còn ngay cạnh đó là Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Thì đây là nơi mà thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện, các cái chương trình ca nhạc rất là lớn. Vì Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp ấy có một cái quảng trường, có một cái sân rất là rộng để tổ chức các cái hoạt động, các cái nghi lễ. Rồi ở trong khuôn viên của Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp ấy thì có tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đấy, nằm trong khuôn viên ấy. Và thường xuyên là mọi người đến đây để thăm viếng các cái đoàn lãnh đạo rồi các cái đoàn thể.
Còn cách cung văn hóa thanh niên và cung lao động hữu nghị Việt Tiệp ấy, vài trăm mét trên cái trục đường này chạy cùng trục đường này ấy, thì là cung thiếu nhi. Thì nó cũng có một cái vị trí khá là trung tâm, cũng sát Hồ An Biên luôn, với cái khuôn viên rộng 5 hectare. Thì đây là một trong những trung tâm thiếu nhi lớn nhất cả nước. Thì vài năm gần đây ấy, thì Hải Phòng đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng xây dựng cái tòa nhà 6 tầng và nhà hát dành riêng cho thiếu nhi thành phố. Thì ở đây thì trung tâm có khoảng 32 bộ môn văn hóa nghệ thuật, đặc biệt như là aerobic, zumba, bóng đá, bóng rổ, dance sport, cờ vua, cờ tướng, rồi các cái môn đàn, nhạc dành riêng cho thiếu nhi. Và trải qua gần 50 năm hoạt động và phát triển ấy, thì cung thiếu nhi đã thực sự trở thành vườn ươm mầm, rồi phát hiện tài năng văn nghệ cho cả thành phố Hải Phòng cũng như là Việt Nam luôn các bạn ạ. Nhìn trên flycam thì các bạn thấy là cái quần thể này nó rất là đẹp, rất là rộng. Tuy nhiên thì nó vẫn thực sự là, các bạn nhìn thấy nó vẫn chưa đồng bộ đúng không? Đặc biệt là khu vực phía cung thanh niên ấy còn rất nhiều các cái khoảng đất trống. Ở đây thì có hai cái bể bơi, các bạn nhìn thấy có hai bể bơi bên cung thanh niên và bể bơi bên cung lao động Việt Tiệp ấy. Đó, và còn rất nhiều khoảng đất trống mà chưa được quy hoạch, chưa được xây dựng để mà trở thành những cái điểm văn hóa du lịch, dụ vui chơi giải trí. Ở đây thì cũng có một cái sân bóng đá rất là lâu đời, từ ngày xưa rồi, lâu lắm rồi. Đấy là sân bóng đá cung thiếu nhi. Đấy, các bạn vẫn gọi là sân cung thiếu nhi, sân bóng đá ở trong nhà. Và đây thì có hàng loạt các nhà đa năng vui chơi cho trẻ em, nhà bóng. Đấy, và những cái con đường dọc ngang đấy, đi thẳng ra Hồ An Biên ấy, thì buổi tối và buổi sáng thì rất là đông vui, nhộn nhịp. Mọi người ra đây hóng gió, tập thể dục, rồi vui chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đó, thì nếu mà các bạn đi ngang qua đường Lạch Tray ấy, thì một dịp nào đó thì các bạn cứ đừng bỏ qua, hãy dành một vài phút để các bạn rẽ vào cái con đường này và tận hưởng cái không khí cực kỳ thoáng đãng và rất là đẹp ở khu vực quần thể công viên An Biên và Hồ An Biên này nhé. Đến đây thì kênh Trên Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu về cái quần thể ở khu vực đường Lạch Tray này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái khu vực, những địa điểm nào thì đừng ngần ngại mà comment nhé, và chúng tôi sẽ bố trí đi quay giúp cho các bạn có những cái góc nhìn mới nhất về thành phố Hải Phòng chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.